Thưa quý vị, ít nhất là 65 người, trong đó có 28 lính cứu hỏa đã thiệt mạng khi hàng chục đám cháy rừng hoành hành dữ dội ngày thứ hai liên tiếp tại Algeria. Nhà chức trách cho biết họ nghi ngờ có sự đốt phá trên diện rộng sau khi rất nhiều đám cháy đồng thời bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn. Một số vụ bắt giữ đã được công bố nhưng danh tính và động cơ của nghi phạm vẫn chưa được tiết lộ. Truyền thông Algeria ngày 11 tháng 8 đưa tin lực lượng cứu hỏa, quân đội và tình nguyện viên nước này đang chiến đấu nhằm ngăn chặn các vụ cháy rừng ở miền Bắc, làm ít nhất 65 người thiệt mạng. Ngoài ra có 12 lính cứu hỏa đang trong tình trạng nguy kịch. Tổng thống Tebboune đã tuyên bố 3 ngày quốc tang tưởng niệm các nạn nhân và ngừng mọi hoạt động, trừ công tác cứu hộ cứu nạn liên quan đến cháy rừng. Chính phủ cũng thông báo sẽ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Hơn 70 đám cháy đã bùng phát tại 14 bang trên khắp miền Bắc Algeria, trong đó có 10 vụ cháy nghiêm trọng ở xung quanh vùng Tizi Ouzou, một trong những thành phố đông dân nhất của vùng Kabylie. Các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng trên khắp Bắc Phi sẽ tiếp tục kéo dài đến cuối tuần, với nhiệt độ Algeria lên tới 46 độ C.